Anh ơi. Hả? Hay là mình đi về đi. Ừ. Tự nhiên đang đi vào biển đẹp muốn chết, đi về. Em thấy ở đây sợ. Sợ gì em? Thôi em thấy ở đây có cái gì đó em rất là sợ. Thôi mình đi về đi anh. Có anh bảo vệ em mà lo gì quá. Em nghe ở đó có tiếng gì. Tiếng gì? Có tiếng gì đó. Em tưởng tượng phải không? Không, có tiếng thiệt. Anh đi vô đó anh kiểm tra đi. Em đừng có lo, có anh ở đây rồi em không có lo. Không, không, anh vô đó kiểm tra đi. Rồi. Rồi, bây giờ em đứng đây nha. Anh ơi, đi nhanh lên đi anh. Ừ. Có anh bảo vệ em mà em lo. Nhanh lên anh ơi. Trời, để bật đèn pin cho em. Anh ơi. Ôi trời ơi. Với chương trình 12 đời sinh hậu duệ của biển tập 2. Sau một ngày dài làm việc cật lực, 6 giờ sáng ekip đã tập trung tại hòn đảo san hô. Mặc cái áo phao rủ ra khơi thôi. Một ngày nắng đẹp nhưng khá chói chang, ai cũng nhăn hết cả mặt rồi. Tới rồi. Đây là bãi san hô này. Đây là một phân cảnh đặc biệt hết sức hài hước trong phim này. Đoàn chúng tôi đã đặt chân đến đảo san hô này. Khám phá ở tại nơi đây. Đây trước mắt anh chị là trước mắt cả nhà là cái giếng ngàn năm nha cả nhà. Wow. Ở một chân trời khác thì có ai đó đang nằm hưởng thụ. Thì ra đó là chị bé hai. Còn đây là anh Bình, nhân vật chính của chúng ta. Anh ta đang làm gì vậy? Nó bị chết ở trên bãi cát. Thì nếu mà tự đoán không được thì con này nó đã chết đã lâu rồi mà nó ở trên bãi cát. Kỷ niệm đi quay mình thường lặt những cái và tự nhiên như thế này mình mang về mình làm cái chân ở trong nhà. Nó không phải là con mô hình mà nó là con thiệt luôn đó mọi người. Con này gọi là con gì ta? Trời ơi, cái quân què dĩ dây ba. Coi thường. Con và con đã khá cố là cẩn thận nha. Tập trung vào quay thôi anh Điền ơi. Được một phút nghiêm túc thì mình áp tai vô mình có thể nghe được rõ hơn tiếng của biển cả. Ok. Lời của biển cả nói với mình. 12 giờ trưa cô ấy đang lọ mọ ở dưới bãi biển. Còn hai người này thì tâm sự. Chưa sau giờ ăn cơm, ekip lại sắn tay vào làm việc này. Hai anh chị đang dạo chơi tắm nắng thì bị kêu tên eo éo. Đi đâu? Nhớ nha nghị, chưa có lấy chồng là còn cơ hội. Có cái điểm này. Anh sẽ cho em cơ hội. Mình luôn. Anh sẽ để em một cái cảm lên. Em cần thời gian chứ gì? Giỡn thì giỡn, khi máy bắt đầu chạy, anh chàng rất tập trung nha. Yeah.
đây là thành quả sau một hồi nỗ lực. Lại tới một cảnh quay thú vị khác của ngày hôm nay. Ở phân cảnh này, ekip phải nhờ đến sự hỗ trợ từ các chú ngư dân. Mấy chú rất nhiệt tình và vui vẻ. Chưa kêu vô mà đi đâu vậy anh trai? Cả ngày đứng dưới thời tiết nắng 40 độ ngoài bãi biển, anh chàng đã thấm mệt. Chúng tôi lại tiếp tục một cuộc hành trình mới. Ekip đang rất tập trung vì đây là một phân cảnh khó. Tặng em ạ. Cảm ơn. Mày cho bé hay. 8 giờ tối, trăng đã lên tít trên cao. Và đây chính là cảnh hot nhất trong ngày. Chào mọi người. Đây là nhân vật con ma vui vẻ trong tập 2 nè. Con ma này.